Tới dự lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y diễn ra vào sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ, những trí thức ngành y thực sự là những bông hoa tươi đẹp, mang tâm hồn, giá trị văn hóa và bản sắc của phụ nữ Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 544 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp triển khai để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Mới đây tại Campuchia, quốc gia giáp danh với Việt Nam, xuất hiện ca nhiễm và có trường hợp tử vong trên người vì cúm gia cầm H5N1. Trước tình hình này, cùng với cả nước, ngành chức năng và người chăn nuôi các tỉnh có biên giới với Campuchia đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm H5N1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển đổi ít nhất 50% lượng rác xử lý bằng biện pháp chôn lấp sang đốt phát điện. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã phê duyệt hàng loạt dự án đầu tư hoặc chuyển đổi công nghệ xử lý rác từ chôn lấp sang đốt phát điện. Thậm chí 3 nhà máy đốt rác đã được khởi công từ năm 2019. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có nhà máy nào đi vào hoạt động. Và rác thải sinh hoạt của thành phố vẫn đang xử lý theo hình thức chôn lấp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đây đề xuất điều chỉnh chung tăng lương hưu cho những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật đất đai sửa đổi nếu được thông qua sẽ tác động tới 7 luật chuyên ngành của lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, gồm các luật lâm nghiệp, trồng trọt, đê điều, phòng chống thiên tai, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi. Do vậy, việc sửa luật cần phải tiệm cận, thống nhất với các luật chuyên ngành khác để tránh các vướng mắc chồng chéo hiện nay. Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp được tổ chức sáng nay tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Đã tăng cường thanh kiểm tra và xử lý rất nghiêm khắc việc xe khách đón trả khách sai quy định. Song bất chấp những nỗ lực của công an, loại phương tiện này vẫn ngang nhiên vi phạm. Thậm chí có nhà xe còn lập cả trạm hờ để đón trả khách và vận chuyển hàng hóa, chứ không chịu vào bến dù bến xe ngay sát bên cạnh. Ghi nhận sau của phóng viên VTC tại bến xe An Sương, huyện Hóc Môn, bến xe được xem là phức tạp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia liên tục tiếp nhận khám và điều trị cho các bệnh nhân bị mắc hội chứng chán nản tâm thần. Đây là một trong những bệnh lý tâm thần mới được phát hiện và đang có xu hướng gia tăng về số người mắc. Thông tin này được đưa ra tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí trong chiều nay 28 tháng 2. Chiều nay tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị của Chính phủ về việc lấy ý kiến cho dự thảo luật đất đai sửa đổi với 25 tỉnh phía Bắc. Một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất tại hội nghị là những quy định trong luật về cách tính giá đất. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, sáng nay, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm chúc mừng các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công một ca ghép cả tim và thận cho một bệnh nhân suy tim suy thận giai đoạn cuối. Đây cũng là ca ghép đa tạng tim thận đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới của ngành y tế Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã sử dụng nitơ lỏng loại bỏ tế bào ung thư xương, giúp cho bệnh nhân ung thư xương giữ được xương nguyên bản, không phải sử dụng các loại khớp nhân tạo thường tốn kém. Phương pháp này từng được áp dụng tại nhiều quốc gia tiên tiến và được công nhận là giúp tăng tỷ lệ sống, giảm tái phát cho người bệnh. Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có 152 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 86 tỷ đồng.